Ở đã tới giờ thì chúng ta bắt đầu. Chào các em. Trong chương trình hôm nay thì tôi sẽ dạy các em cái bài xuất huyết não và xuất huyết trí nhận trong sáng hôm nay luôn. Thì tuần trước thì tôi đã dạy các em bài nhồi máu não rồi. Chúng ta biết nhồi máu não và xuất huyết não nó là hai thể đột quỵ, và hầu như các triệu chứng lâm sàng của hai thể này rất rất giống nhau. Chính lý do đó mà ngày xưa người ta phải tìm mọi cách để phân biệt về lâm sàng hai cái này như thế nào. Người ta rất là nhiều nghiên cứu đã để phân biệt hai thể này. Tuy nhiên cái xác suất sai lầm khi dựa vào lâm sàng rất là cao. Và hiện nay không còn khó khăn gì nữa. Bây giờ do sự phát triển của hình ảnh học CT hay MRI thì phần lớn phân biệt giữa nhồi máu não và xuất huyết não chủ yếu ta dựa vào CT và MRI. Nói vậy thì không phải là người ta không dựa vào lâm sàng nữa. Tuy nhiên lâm sàng nó vẫn có một cái giá trị nào đó trong trường hợp mà bệnh nhân ở tuyến dưới hay một lý do gì đó ta nhất quyết không đi đến một cái trung tâm nào có đầy đủ cần lâm sàng để chẩn đoán cho bệnh nhân. Em biết đó, đối với nhồi máu não hay xuất huyết não nó đều gây tổn thương nhu mô não hết. Và khi nó tổn thương như vậy nó ảnh hưởng đến những cái vùng chức năng của não, nó đều có khả năng liệt nửa người hay có thể nói khó hay là mất cảm giác nửa người. Như vậy giữa triệu chứng lâm sàng và nhồi máu não và xuất huyết não rất là giống nhau. Mục tiêu của bài giảng hôm nay thì tôi sẽ nhắc lại mấy em nguyên nhân nhồi máu não là gì, cơ chế xuất huyết não là gì. Và chúng ta biết đó, đối với nhồi máu não thì nguyên nhân thường gặp nhất đó là sơ vữa động mạch, nhưng mà xuất huyết não hoàn toàn nó khác. Xuất huyết não cái nguyên nhân thường gặp nhất của đó là do sự cái gì mà nó thúc đẩy làm vỡ thành mạch thì chúng ta thấy là thường là do tăng huyết áp. Bên cạnh đó có những nguyên nhân có khả năng là do dị dạng mạch máu, do cái mạch máu tự nhiên nó biến dạng đi và nó cái thành mạch nó rất dễ vỡ, hoặc là do cái bệnh lý thoái hóa não dạng bột, có nghĩa là cái mạch máu nó cái tính đàn hồi nó kém, giống như một cái tinh bột vậy đó. Và chúng ta biết là tinh bột thì không thể nó tính đàn hồi tốt được. Khi mà một mạch máu nó thoái hóa dạng bột, tinh bột của đó thì nó rất dễ gây xuất huyết. Do đó nguyên nhân đưa thường gặp nhất đối với xuất huyết não là tăng huyết áp. Cơ chế nào gây xuất huyết não, thường chúng ta thấy tăng huyết áp nó một cái kéo dài mãn tính, nó tạo nên những cái vỡ vi phình mạch, thì sớm muộn gì cho cái chỗ vi phình mạch nó cũng vỡ ra và gây xuất huyết. Thì một hồi tôi sẽ trao đổi cụ thể hơn các nguyên nhân khác của xuất huyết não là gì và cơ chế của nó như thế nào. Phần hai là trao đổi với em các triệu chứng lâm sàng của xuất huyết não và nó khác với nhồi máu não chỗ nào. Như nãy tôi nói, xuất huyết não nó gắn liền với tăng huyết áp. Như vậy thường xuất huyết não nó xung quanh các vấn đề liên quan tăng huyết áp. Ví dụ bệnh nhân quên sử dụng thuốc tăng huyết áp, huyết áp rất là cao khi xuất hiện bệnh hoặc là xuất hiện khi bệnh nhân gắng sức. Và thường khi mà nó vỡ mạch máu, nó gây thoát máu ra khỏi thành mạch, nó tạo một cái khối máu tụ hình cầu chèn vào nhu mô não, thì thường cái triệu chứng lâm sàng nó chuyển tiến rất là nhanh. Như vậy thì nó hoàn toàn khác với nhồi máu não. Nhồi máu não chúng ta thấy nó một cái liên quan cái dòng chảy mạch máu nó bị tắc nghẽn. Mà dòng chảy mạch máu tắc nghẽn thì chúng ta thấy có khả năng nó tắc từ từ cũng có, và tắc đột ngột cũng có. Nếu mà nó tắc từ từ thì cái triệu chứng lâm sàng của nó có thể diễn tiến từ từ. Ví dụ sáng người ta thấy tê nữa, người bên phải từ từ tâm mới yếu, và vài tiếng đồng hồ thậm chí cả ngày sau người ta mới liệt. Đó là diễn tiến của nhồi máu. Và việc chẩn đoán của xuất huyết não chúng ta dựa vào cái gì? Và việc chẩn đoán xuất huyết não chúng ta vẫn dựa vào cái triệu chứng lâm sàng và kết hợp với hình ảnh học. Lâm sàng là những cái triệu chứng đột ngột, các dấu hiệu thần kinh định vị xuất hiện và khuynh hướng các triệu chứng này không thối lui. Các triệu chứng thần kinh xuất hiện đó là triệu chứng gì? Đó là cái biểu hiện bất thường vận động hay cảm giác hay ngôn ngữ. Hay từ tiếng Anh người ta dùng cái từ là FAST, sau này ta dùng cái từ BFAST. B đầu tiên là rối loạn thăng bằng, E là I là ai là mắt. Thì một hồi tôi sẽ nói với em cái từ BFAST. Và việc điều trị của nó, chúng ta biết đối với xuất huyết não là do sự phá vỡ của thành mạch, nó tạo một cái khối máu tụ nó đè vô nhu mô não, nó gây tổn thương não. Như vậy điều trị của nó xung quanh vấn đề là làm sao để hạn chế vấn đề chảy máu, hạn chế vấn đề chảy máu, và đồng thời xem xét phẫu thuật nếu mà khối máu tụ lớn và nó gây nguy hiểm. Như vậy điều trị của xuất não nó bao gồm hai vấn đề, đó là điều trị nội khoa và ngoại khoa. Chúng ta đi vào phần cụ thể hơn. Mấy em thấy đối với xuất huyết não nó là nguyên nhân thứ hai của đột quỵ, và vừa rồi tôi cũng đã nói tỷ lệ rồi, đối với nhồi máu não tỷ lệ nó khoảng cỡ 80, có thể 85%, và xuất huyết não có thể khoảng 15%. Xuất huyết não do tăng huyết áp là thường là do vỡ các tiểu động mạch, và các tiểu động mạch thường nó nằm sâu bên cấu trúc não, nằm sâu các cấu trúc bên trong não. Thì khi mà nó vỡ cái những cái khối máu tụ này, mấy em vui lòng chờ tôi tí xíu nha.
Đây là cái hình ảnh minh họa của các vị trí xuất huyết não. Chúng ta thấy xuất huyết não thường là do nó vỡ các tiểu động mạch, và các tiểu động mạch này nó nằm sâu bên trong não, chứ không phải là vỡ các động mạch lớn như các em. Bên cạnh đó, xuất huyết não nó có khả năng là do những cái nguyên nhân khác, ví dụ do những cái dị dạng mạch máu. Dị dạng mạch máu này có khả năng là do nối thông động tĩnh mạch. Đây là những cái ổ bù nhùi giữa động mạch và tĩnh mạch, nó nối thông với nhau. Thì đối với xuất huyết não mà do cái dị dạng nối thông động tĩnh mạch thì thường khuynh hướng nó nằm ở những cái vùng vỏ, còn sâu bên trong là thường là do nguyên nhân tăng huyết áp là gặp nhiều. Và ở vùng rìa bên ngoài thì đôi lúc nó cũng có khả năng là nhiều ổ xuất huyết, nó do cái bệnh lý mạch máu não dạng bột. Về dịch tễ học thì như tôi nói, xuất huyết não nó chiếm tỷ lệ khoảng 10-15% của đột quỵ, nhưng mà tỷ lệ di chứng và tử vong cao hơn là so với nhồi máu não. Người ta thấy rằng tăng huyết áp đó là nguyên nhân hàng đầu, bên cạnh đó những cái nguyên nhân khác ít gặp hơn. Đặc biệt hiện nay đó là vấn đề giới trẻ, cái xuất huyết não của người trẻ gặp khá nhiều. Sự xuất huyết não của người trẻ này nó có rất là nhiều yếu tố khác nhau. Có khả năng là do cái vấn đề sử dụng bia rượu ở người trẻ, thậm chí những cái chất gây nghiện cocaine. Đây là một trong những yếu tố có thể dẫn đến một cái xuất huyết não ở người trẻ ngày càng nhiều hơn. Cơ chế nào nó dẫn đến xuất huyết não? Lúc trước có trao đổi với em rồi đó, chính tăng huyết áp mãn tính. Thì những bệnh nhân mà tăng huyết áp mãn tính kéo dài thì nó tạo nên những cái vi phình mạch. Theo nghiên cứu của tác giả Charcot và Boucher để chứng minh điều đó. Và sau này tác giả Ross Russell cũng thấy rằng là những cái chỗ vi phình mạch này nè em, cái mạch máu tính đề kháng rất là kém. Chắc chắn rồi, nó tạo những cái vi phình mạch thì những cái mạch máu cái tính đề kháng kém, và khi đề kháng kém vậy nó dễ gây ra tình trạng xuất huyết. Và chính cái tăng huyết áp cấp tính nó sẽ thúc đẩy trên nền mãn tính, nó gây gỡ vỡ các mạch máu này. Và khi xuất huyết não do tăng áp thì các triệu chứng nó diễn tiến rất là nhanh, trong vòng 30 đến 90 phút thì các triệu chứng này thường nó đạt được tối đa. Đây là những cái hình ảnh minh họa của xuất huyết não do tăng huyết áp. Đây, chúng ta thấy tăng huyết áp mãn tính lâu ngày, giống như người phụ nữ mang thai vậy đó. Đây là người bình thường. Người phụ nữ mang thai giống như là chúng ta thấy mạch máu nó bị phình ra. Những cái chỗ này cái tính đề kháng nó rất là kém, cái vị trí này. Và khi một cái huyết áp nó vẫn còn cao dây dẳng, thậm chí nó cấp tính nó tăng nhiều hơn tí xíu, thì cái chỗ vỡ, chỗ vi phình mạch này nó sẽ vỡ ra và máu nó thoát ra khỏi thình mạch và nó gây xuất huyết não. Đó là cái cơ chế dẫn đến tình trạng xuất huyết não hiện nay. Về nguyên nhân thì người ta thấy là tăng huyết áp nó chiếm khoảng tỷ lệ khoảng 50-60%. Các vị trí gây xuất não do tăng áp thì chúng ta sẽ thấy hay những cái vị trí mà sâu bên trong não, vùng putamen hay gọi là bèo sẫm, thalamus đồ thị, subcortical có nghĩa là vùng vỏ dưới vỏ, vùng cầu, pons, cerebellum vùng tiểu não và vùng thái dương. Thì đây là những cái vị trí mà chúng ta thường thấy là xuất não do tăng huyết áp. Nguyên nhân thứ hai có khả năng đó là cái dị dạng mạch máu. Dị dạng mạch máu đây có khả năng đây là những cái túi phình, những túi phình. Và bản chất bên trong của túi phình này thường nó không có lớp cơ để bảo vệ và thường nó dễ vỡ. Nguyên nhân thứ hai là do sự nối thông của động tĩnh mạch, ta gọi là AVM. Khi những cái túi nối thông động tĩnh mạch này, thực ra nó là những cái túi bùi nhùi, chỉ vẽ một cái hình minh họa cho các em thấy giữa động mạch nối thông với tĩnh mạch thôi. Mà thường nó là một cái túi rất là bùi nhùi, giống như một cái búi chỉ vậy đó. Và khi mà động mạch nó nối thông như chỗ tĩnh mạch này đó, những cái vị trí mạch máu này nó rất là yếu và nó rất dễ vỡ. Nguyên nhân thứ ba là hiếm gặp, chủ yếu người lớn tuổi và có tính chất gia đình, đó là bệnh lý thoái hóa não dạng bột. Thì bây giờ bệnh lý thoái hóa não dạng bột thì thường nó gây xuất huyết rất là nhiều ổ. Chúng ta thấy thường nó xuất huyết rất là nhiều ổ, rải rác ở vùng vỏ rất là nhiều. Đây là hình ảnh trên CT scan, chúng ta thấy nó ổ rất là nhiều ổ. Và chụp trên MRI thì có thể thấy là nhiều ổ xuất huyết li ti khắp não hết. Nguyên nhân khác hiếm gặp do sử dụng kháng đông, do giảm tiêu cầu và xuất huyết trên ổ nhồi máu hoặc là xuất huyết trên khối u thì nguyên nhân này ít gặp hơn. Như vậy vì chẩn đoán của nó là như thế nào? Như tôi nói, chẩn đoán của nó vẫn dựa vào lâm sàng là chủ yếu và kết hợp với cận lâm sàng để chẩn đoán xác định. Thì lâm sàng chúng ta nhớ rồi đó, đối với nhồi máu não cũng như xuất huyết não, nó đều có triệu chứng là yếu liệt nửa người, bất thường về cảm giác, bất thường về vận động, bất thường về ngôn ngữ, bất thường về thị lực, có khả năng bệnh nhân nặng nữa, bệnh nhân hôn mê. Thì đó là những cái triệu chứng giữa nhồi máu não và xuất huyết não hầu như nó rất giống nhau.
Tuy nhiên giữa nhồi máu não và xuất huyết não nó có vài đặc điểm khác biệt như sau. Đối với xuất huyết não chúng ta biết là do sự phá vỡ của thành mạch, nó máu nó tràn ra bên ngoài và thường nó diễn tiến rất là nhanh và nó tạo thành một cái khối hình cầu, nó chèn ép vào nhu mô não xung quanh và thường nó đạt được tối đa 30 đến 90 phút. Thứ hai nữa là thường nó liên quan cái vấn đề sử dụng thuốc tăng huyết áp rất là nhiều. Thì chính lý do đó chúng ta thấy bệnh nhân có thể là bệnh nhân lúc thức giấc đang gắng sức gì đó thì nó dẫn đến huyết áp nó tăng cao lên. Và khi máu nó thoát ra khỏi thành mạch thì nó tạo nên một cái khối máu tụ, nó khối trong dội, nó cấp tính, nó chèn ép. Thì thường nó dẫn đến cái triệu chứng nhức đầu, buồn nôn và rối loạn ý thức diễn ra rất là nhanh. Thường tôi thấy là huyết áp những tăng cao, thường huyết áp nó tăng rất cao sau khi xảy ra đột quỵ và có thể nó kèm theo dấu hiệu màng não nếu cái máu nó lan ra các cái nhu mô não xung quanh, cái cấu trúc màng não xung quanh. Đây là cái dùng cái từ đơn giản để gợi đến đột quỵ thôi. Như tôi nói dùng cái từ là BFAS, B Pollen có nghĩa là rối loạn cân bằng. I đột nhiên chúng ta thấy là mắt nó có khả năng mờ hoặc là mù. F là face có nghĩa là mặt tự nhiên bất thường nó lệch vào một bên. A là am, S là speak có nghĩa là mặt tự nhiên nó méo lệch, ngôn ngữ bị rối loạn. Và có một trong những triệu chứng này thì phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt, đó là tiêu chuẩn về thời gian, gọi là time is gold, có nghĩa là thời gian là vàng, có nghĩa là thậm chí nó còn quý hơn vàng nữa. Vàng, vàng có thể chúng ta mua được nhưng mà đối với đột quỵ não phải thời gian cấp tính nhé. Bây giờ chúng ta thấy đây là một số hình ảnh của xuất huyết não dựa trên một số hình ảnh học, đó là MRI. Tuy nhiên mục tiêu đối với các em thì không cần quan tâm đến trên MRI hình ảnh xuất huyết não như thế nào. Các em chưa biết giùm tôi đó trên CT scan hình ảnh xuất não đó là cái biểu hiện tăng nồng độ hay là tăng tỷ trọng. Và chúng ta thấy biểu hiện tăng nồng độ là như thế này nha. Về việc điều trị, do xuất não là một cái tạo thành một cái khối máu tụ trống chỗ rất là diễn tiến rất là nhanh. Và khuynh hướng là nếu chúng ta chẩn đoán xuất não do tăng huyết áp thì phần lớn là chúng ta điều trị nội khoa. Chúng ta chỉ xem xét can thiệp ngoại khoa trong trường hợp mà cái khối máu tụ này nó đe dọa tử vong cho bệnh nhân, hoặc là khối máu tụ này nó nguy cơ nó chảy máu nhiều hơn và thường là liên quan dị dạng thì người ta mới xem xét phẫu thuật mà thôi. Như vậy phối hợp cần phối hợp điều trị giữa nội khoa và ngoại khoa, nhưng với vai trò nội khoa là chủ lực trong điều trị xuất huyết não. Và các yếu tố nào để tiên lượng một bệnh nhân xuất huyết não nó nặng và nguy cơ tử vong thì thông thường người ta dựa vào cái thể tích xuất huyết. Nếu mà thể tích xuất huyết trên 60 ml thường là nó một cái tiên lượng xấu, hoặc là máu nó chảy sâu bên trong tràn vào não thất, hoặc là lớn tuổi, hoặc là xuất huyết ở vùng hố sau. Hố sau là chỗ nào? Nó bao gồm là thân não, tiểu não, thân não hay tiểu não thì thường ta gọi là vùng hố sau. Và hoặc đặc biệt là khi mà vào viện là mức độ chi giác nó đã giảm rồi thì thường đây là một trong những dấu hiệu mà tiên lượng nguy cơ tử vong bệnh nhân cao. Việc điều trị của nó cũng giống như là bước điều trị chung, nó giống như là điều trị nhồi máu não. Nguyên tắc ABC vẫn kiểm soát thân nhiệt, vẫn kiểm soát đường huyết, vẫn bù nước điện giải vân vân, thì các bước đó điều trị hầu như giống nhau. Tuy nhiên có vài cái chúng ta chú ý nó không liên quan gì hết. Một là không bao giờ sử dụng nhóm statin, phải không ạ? Tại vì nhồi máu não nó liên quan cơ chế xương vữa động mạch thì chúng ta sử dụng nhóm statin để ổn định mảng xương vữa, còn xuất não hoàn toàn nó không liên quan vấn đề đó. Thứ hai là xuất huyết não đôi lúc nó liên quan vấn đề chảy máu và kiểm soát đông máu, chúng ta hết sức chú ý. Còn nhồi máu não thì hầu như không liên quan vấn đề đông cầm máu. Thứ ba, đối với nhồi máu não thì do sự tắc nghẽn cái dòng chảy thường nó phù não thì thường người ta có thể sử dụng thường mannitol. Mà đối với xuất huyết não thường nó do sự phá vỡ của thành mạch, máu có thể nó len lỏi vô, đặc biệt có thể nó chảy sâu vô trong não thất. Do đó vấn đề phẫu thuật chẩn lưu não thất là vấn đề cần phải đặt ra. Và vấn đề tiếp theo nữa là xuất huyết não nó liên quan sự phá vỡ vành mạch, và sự kiểm soát huyết áp là một trong yếu tố nó quyết định có máu có thể chảy tiếp tục hay không. Chính lý do nó thường người ta duy trì huyết áp khoảng trên dưới 14, có thể là đưa đến 16 cũng được, nhưng mà thường ta nhớ ta giữ huyết áp khoảng tâm thu khoảng 140 mấy em. Lý do cái mức huyết áp này thì thường có thể nó không ít gây nguy cơ chảy máu nhiều hơn. Còn nếu thấp hơn nữa thì sao? Thấp hơn nữa đúng là có thể ít chảy máu hơn, nhưng mà nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là lưu lượng tưới máu não nó bị kém đi và nó tổn thương những cái vùng xung quanh tổn thương, còn gọi là vùng chân tối chân sát. Như vậy chỉ định ngoại khoa, khi nào mới chỉ định ngoại khoa? Thường như nãy tôi nói, đối với điều trị xuất não chỉ định ngoại khoa khi cái nguy cơ khối máu tụ đó lớn, nó chèn ép những cái vùng não mà nguy hiểm. Thứ
nhất là xuất huyết ở tiểu não. Chúng ta biết xuất huyết tiểu não mà đường kính trên 3 cm thì có nguy cơ thần kinh nó xấu dần lên. Nếu mà tỉnh táo thì không sao, nếu mà các triệu chứng này nó xấu dần lên á, do cái phía trước tiểu não là thân não thì thường nó sẽ chèn ép vô thân não, nó gây nặng hơn, thì người ta cũng xem xét can thiệp ngoại khoa. Thứ hai là do dị dạng mạch máu. Ở chúng ta biết xuống não do dị dạng thì thường rất là khó cầm máu, khuynh hướng nó chảy hoài và bệnh nhân sẽ đe dọa tử vong. Và do đó nếu xuống não do dị dạng thì chúng ta cũng xem xét can thiệp ngoại khoa. Vấn đề chỉ định thứ ba đó là xuất huyết não người còn trẻ. Đặc biệt ở người còn trẻ thì chúng ta thấy các cảnh vỏ não nó hẹp, và khi mà có một cái khối máu tụ gì đó thì thường nó sẽ chèn ép nặng nề hơn là những người lớn tuổi. Chúng ta thấy giống như một cái người lớn tuổi giống như là một cái chai mướp mà nó khô già đó, thì chúng ta thấy các cảnh vỏ não nó teo hết. Do đó khi mà có khối máu tụ gì đó cùng một cái thể tích, người già và người trẻ nó khác nhau cùng một thể tích đó, nhưng đối với người trẻ nó sẽ chèn ép nhu não xung quanh lớn hơn là người già. Và chính lý do đó người ta thấy đối với người còn trẻ mà khối máu tụ nó lớn và các triệu chứng thần kinh nó xấu dần thì người ta cũng xem xét phẫu thuật lấy khối máu tụ nó ra đi. Không có chỉ định mổ. Thứ nhất là khối máu tụ nhỏ quá, dưới 10 ml không cần phải mổ. Thứ hai là bệnh nhân mê sâu. Thường nếu mà mê sâu thường đưa lên phẫu thuật gây mê thì bệnh nhân cũng nguy cơ tử vong rất là cao. Do đó thường người ta cũng không phẫu thuật.